was at this moment he knew he fucked up. Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 5 Games mà chúng ta vẫn tiếp tục với series Road to 1500 điểm rating phần 5. Hôm nay thì mình đã thay đổi chiến thuật một chút xíu, là chúng ta sẽ đá chiến thuật 4-1-3-2 của huấn luyện viên Paulo Bento. Chiến thuật này thì mình đã từng làm cái review rồi nên là anh em có thể xem lại nhé. Paulo Bento tên ở trong game đó là cái gì, Cuvia thì phải. Và hôm nay chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Maradona ở vị trí AMF. Theo mình thấy thì Maradona nên để đá ở vị trí AMF là hợp lý nhất. Rồi, trận đấu bắt đầu. Hôm nay thì có sự thay đổi về hàng công, mà chúng ta sẽ sử dụng hai tiền đạo của Chile, đó chính là Zamorano và Salas. Thì khả năng cao là bởi vì mình cũng chưa full level cho hai ông này nên là đá nó cũng sẽ bị hơi lập bập một chút xíu. Nhưng hy vọng là chúng ta sẽ có những cái pha bóng rất là hay từ phía Maradona. Ok, pha chạm bóng đầu tiên của Maradona. Làm gì? Rồi, Beckham. Vị trí RMF sẽ là vị trí dành cho David Beckham. Bản của tuyển Anh, bản legend tuyển Anh. Iniesta, vị trí bên kia là mình dành cho Neves. Mà chiến thuật này thì là mình sẽ đá thử thôi, còn có thể là sẽ thay đổi các chiến thuật khác. David Beckham, Robertson, chuyển rất hay cho David Beckham, không qua được Maldini. Samuel, để David Beckham. Maradona nếu mà để vị trí đá AMF thì cái khả năng xoay sở nó cũng khá là ok. Đường truyền của Pavel Neves dành cho Zamorano. Nghe mà đá Maradona, chuyển lên Neves, bình tĩnh. Anh em mà đá Maradona thì mình nghĩ là nên để AMF hợp lý nhất, còn SS thì nó không chạy đâu. Thứ nhất là đá SS thì vẫn là cái style classic number 10, là cái style số 10 cổ điển, không chạy nhiều đâu. Vera, Zamorano tí đi. Nên đá cặp tiền đạo của Chile nên khả năng cao là chúng ta sẽ hơi khó khăn trong việc ghi bàn đấy. Có lẽ phải thay đổi vị trí tiền đạo nếu như mà không ok lắm. Mình cũng chưa up full được level cũng như là pha cớ lòng rất hay. Mình chưa up full được level cũng như là các cái chỉ số về quen thuộc với chơi, quen thuộc sơ đồ nó cũng chưa lên 100%, nên đá nó rất là khó. Quan trọng hôm nay là vẫn là cái màn trình diễn của Maradona như thế nào. Khả năng truyền một chạm của Maradona thì rất là tốt rồi, không có gì phải chê. Đây là David Beckham, chuyển lên Zamorano, không được rồi. Đá phạt góc cho chúng ta thì Maradona là hợp lý nhất khi anh em cứa lòng này, đá phạt góc như thế này này. Và đá phạt góc như thế này rất nguy hiểm. Nếu mà chúng ta có sử dụng Maradona, cứa lòng đi, dứt điểm. Đó, anh em thấy chưa? Maradona mà cứa lòng thì rất là hay, kể cả chân phải hay là chân trái, nhưng mà chân trái nó sẽ là ảm nhất. Cái độ xoáy kinh khủng khiếp, độ xoáy kinh khủng và khó cho thủ môn có thể bắt được. Còn về cái việc dê bóng thì đương nhiên là cái lối chơi của năm nay nó thiên về tốc độ và sức mạnh. Thành ra là dê bóng thì anh em cũng không nên dê quá nhiều với Maradona. Cái fan nào cảm thấy mình ngẫu hứng được thì hãy ngẫu hứng, còn không thì đừng dê nhiều. Có bóng thì chuyền luôn đi, đừng có dê. Ok, đây là chạm bóng tốt này, Maradona chuyển tốt, phối hợp. Nó vẫn chưa quen sơ đồ chiến thuật nên là chuyền nhiều quả nó cũng không hợp lý. Mà khả năng cao mình cũng phải thay vị trí của Vieira, bởi vì là Vieira đá trong cái sơ đồ này thì rất là Messi, rất hay này, tốt. Hai pha double touch rất hay, không qua được Maldini rồi. Đó, Vieira trong chiến thuật này đá style destroyer nên là rất là hay chạy lên. Đã thế lại mình còn đang ép cái skill check back nữa, thì ra là nào cũng thấy chạy lên, mệt lắm. Nên là khả năng cao chúng ta phải đá một Anchorman đó. Maradona chặn bóng rất hay luôn. Ui dồi ôi đấy, chuyền cũng linh tinh quá nhỉ. Rồi Mbappe cho đội bạn, điểm. Ui đội bạn hơi cuống quả đấy. Đội bạn mà ghim lại có khi là ăn mình đấy. Messi sao đây, đưa bóng cho mình à? Rồi, tạm thời thì Maradona đang có cái sự trình diễn cũng khá là ok trong cái chiến thuật 4-1-3-2 này. Tại sao lại để chiến thuật này? Bởi vì là khi mà Maradona cầm bóng ấy thì anh có thể dễ dàng để sang hai cánh, nếu như mà hai cánh sở hữu những cầu thủ tốc độ. Khi đó thì cái công việc của Maradona cũng sẽ bớt đi. Phối hợp tốt. David Beckham dứt điểm. Ui, đóng căng như thế mà lại ra ngoài.
Nói chung là trận này khả năng cao mình áp đảo. Team bạn thì rating cũng là 1000 năm mấy thôi, nó cũng không phải là gì đấy nó kinh khủng. Cái đầu tí nữa gặp toàn mấy ông đầu to thì sao? Madini, Salas, Madini, người hợp tốt, xong nó nổn, tốc độ không được, chỉ xíu nữa thôi. Netbet mình thấy đá LMF ở cái chỗ này không ok cho lắm, bởi vì là Netbet thì để mà đá tấn công trung tuyến, tấn công giữa thì hay hơn nhiều so với việc là đẩy sang cánh đá như thế. Thì mình thích đá AMF hoặc là CMF hơn, có lẽ vẫn hay cái vị trí này. Rồi Salas chuyển xuống, ui chậm quá nhở. Còn chuyển đi, cũng điểm rồi. Netbet cứ lòng đó, cái độ xoáy cũng không có nhiều. Thế ta đá cánh như này, anh em mà sở hữu những cái chạy cánh, cầu thủ chạy cánh nó có khả năng đóng xa, sút xoáy tốt thì rất là hay. Ambo chạm bóng tốt, Arana đấy chuyển một chạm khá là ok, phối hợp 1-2 tốt. Vừa mới khen xong. Trời ơi, tức là không khen, mấy ông này đá thì cũng không nên khen làm gì cả, đá ngu đi. Rồi Fabinho chạm bóng tốt của Vieira, phối hợp 1-2 này. Ok, vẫn còn Beckham. Vieira đang chạy chỗ, Vieira đây rồi, Vieira có thể tự mình dứt điểm được không? Ok, easy. Trận đấu này có phải khá là easy đấy. Thôi xong, đội bạn thoát rồi. Ok, đến ngay với trận đấu tiếp theo nào. Ok, mình vừa mới đá xong một trận và thua sấp mặt rồi. Maradona có một pha di chuyển vào vòng cấm rất hay nhưng dứt điểm lại đúng vào thủ môn, rất là tiếc cái pha đấy. Không sao, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu thứ ba của ngày hôm nay. Trận kia thì mình sẽ để highlight cho anh em xem nhé. Nó đá cũng không ok lắm nên mình sẽ để highlight. Rồi, tiếp theo trận đấu với đối thủ nào đây? Điểm rating sẽ là 1507 điểm rating. Ok, xem trận này đá đấm như nào nhé. Phong độ tốt này, máy quan hiểu trận này Maradona phong độ cứng rồi. Tiền đạo có khi nào chúng ta nên để Del Piero và Achavin vào không ta? Vì mình đang nghĩ là để Matheus sang bên này cho thay cho Neves, nhưng mà khả năng cao không ok lắm mà chưa quen với chiến thuật đội hình. Thôi rồi, cứ để Neves bên này đã LMF vậy. Tiền đạo tí nữa mà không phát huy tác dụng thì mình cũng thay nút luôn, cho Achavin và Del Piero vào. Ok, không kịp xem team đội bạn rồi, phải thay người quá. Rồi trận đấu của chúng ta nếu mà thắng trong trận này thì được khá là nhiều điểm đấy. Nếu mà thua thì không ít trừ ít, mà hòa thì mình nghĩ là cũng lên được vài điểm. Ok, team bạn của Adriano cũng khá là nguy hiểm này, Dominic. Vừa vào Adriano đã cho một pha bứt tốc rồi. Ui, nguy hiểm quá. Sợ quá Adriano. Rồi bình tĩnh, Samuel. Xoay sở tốt. Patrick Vieira. Roberto Carlos. Thấy ai không? Thấy Neves rồi. Mình phải bình tĩnh, trận này cứ phải bình tĩnh đã. Chuyền lên. Ui, uống có nhìn quả đấy. Rồi phản công cho đội bạn. Antiano khá là khỏe nhưng mà không thể qua được với bộ đôi hậu vệ của chúng ta. Ngày hôm nay Sou Campbell và Maldini vẫn là bộ khung mình rất tin tưởng. Úi dồi, Carlos hai pha chuyền bóng vào chân phải này. Antiano, lại là Antiano, Johan Cruyff. Không được rồi. Mọi bình tĩnh Carlos. Hơi trời, ba phát rồi. Sao vậy? Cambiaso dứt điểm. Không qua được Maldini. Maradona đã lùi về để hỗ trợ. Beckham, Salas. Rồi, nhìn thấy người không? Đây rồi, Salas. Chuyển cho Maradona. Bắt bài rồi. Vieira, tốt. Salas. Nhìn thấy người.
Bình tĩnh xuống dưới. Ui, chuyển chán quá. Chuyển chán rồi, chắc chắn nó phải thay tiền đạo rồi. Hai tiền đạo là chân khớp lắm. Có lẽ là sẽ là một cái tập khác của chúng ta sẽ chơi lại hai tiền đạo này. John Cruyff, phản công cho đội bạn. Không qua được. Vieira. Vieira lên cao quá, không, không thấy Vieira về luôn ý. Đó là cái mối nguy hiểm khi mà chúng ta sử dụng một cầu thủ destroyer ở trong cái sơ đồ này. Lao lên là không thấy về. Về thì cũng có phòng ngự. Chỉ có chăm chăm cắt bóng thôi. Andriano, Dominic. May quá, tuyệt vị. Và trận này cũng hơi lập bập nhỉ. Cái hàng hậu vệ của mình đá cái lên rất là cao, cái line rất là cao. Qua được rồi, qua được Campiasso, Dominic. Đẩy sang cánh đi. Rồi, có Campiasso đây rồi. Truyền vào là chết. Nhưng mà làm sao mà qua được Samuel của mình. Samuel bắt bài luôn quả đấy rồi. Cơ hội đi rồi. Để anh em ơi, bình tĩnh này. Dễ bóng này. Ok. Carlos. Cambo. Lại là Maldini. Đối với những cái chiến thuật như thế này, anh em cứ đá cứ bình tĩnh thôi. Nhưng mà trong khi mình ui rồi lại mất bóng nữa. Khi mà mình đang cầm Maradona thì không nên đẩy cái tốc độ lên quá nhanh. Hãy để các cầu thủ tự di chuyển. Đây rồi, Maradona cơ hội. John Cruyff lùi về phòng ngự và rất là khỏe. Vieira chạy bóng tốt này, Neves. Có thấy người rồi đấy. Zamorano chạy bóng tốt. Chuyền vào có ai không? Ui, vào chuyền bóng không ok lắm. Chuyền không ok. Rồi mình sẽ thay ngay hai tiền đạo ra. Mình sẽ thay Achavin và Dempiero vào. Rồi Dempiero sẽ đá bên tay phải. Để cho Dempiero đá SS đi. Và Achavin sẽ là đá CF. Achavin thì ta sẽ đá cái no style anh em nhé. Là không có style nào cả. Mình sẽ chạy khá là tự do. Rồi, Vieira. Neves chuyền cho Achavin. Thấy người rồi. Tí nữa thì được nha. Achavin vừa vào sân nên rất là khỏe. Chuyển xuống luôn này. Neves. Để sang cánh này, chuyền vào. Đấy. Maradona. Ui, 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 bình tĩnh, bình tĩnh. Dê, dê, ui, không kịp. Quả đấy dê kém quá. Campiasso. Hy vọng 1500 nhưng mà mình thấy đá cũng bình thường. Không có gì đặc sắc. Thì vẫn là các cái chiến thuật quen thuộc của team bạn như là Santos 4-3-1-2 thôi. Đá theo đúng khá là bài bản. Rồi phản công này. Dempiero thấy người rồi đấy nhá. Achavin vừa vào sân nên rất khỏe. Có thể qua được Beckenbauer hay không? Qua được rồi. Đưa. Dứt điểm. Úi rồi. Úi rồi. Hai phát cột. Kante. Để David Beckham. Đấy rồi, cơ hội. Dứt điểm. Ok, đó. Anh em thấy là Maradona mà cứa ấy thì vào khá là cao đấy, thì lại vào rất là cao. Chúng ta có thể nói là cứa 7 quả vào, cứa 10 quả vào được 7 quả đấy. Thì lại rất cao, cái độ xoáy nó là 90 mấy cơ mà. Kinh khủng lắm. Đây rồi, đội vào phản công. Adriano. Ui, cái pha này thực sự là anh em nên hãy cẩn thận nhá. Đừng kéo hết cả hai hậu vệ như mình lên thì nó sẽ rất là dễ bị phản công. Mà lại còn đã team bạn đá Santos như thế này nữa thì pha đấy là cực kỳ nguy hiểm. Ngay từ pha kick off. Ok. Này thì cố gắng là thắng được càng ngon, nhưng mà hòa thì cũng không sao. Mình vẫn đang ở ngưỡng, nếu mà hòa thì vẫn lên được 1300 mấy. Rồi, bình tĩnh mà lên. Neves. Ui dồi, Neves chuyển quả. Mình định chuyển xuống Maradona cơ. Maradona của đấy lại đứng chờ bóng rồi. Dominic. Thấy người đang chạy rồi đấy. John Cruyff. Campiasso. Đội không dứt điểm luôn. Vị vị rồi, may quá. Quả Dominic còn dứt điểm luôn khi là vào. Truyền về làm chi. Ok. Xem có ai thay người được không nào. Maradona có vẻ như là yếu rồi. Nhưng mà đây là video chúng ta dành cho Maradona nên mình không muốn thay. Xem nào. Neves khả năng cao là cho Neves ra nhỉ. Neves ra Xavi vào được không? Xavi vào để nó bị trừ bất cái điểm Team Spirit kia. Cho Matthias vào đi, cho Ma Thú vào đi. Mình sẽ để sang Achavin sang SS và Dempiero sang CF. Thay đổi một chút về cái chiến thuật này để xem là
Tempero có chạy chỗ được không? Thì bạn thay Johan Cruyff bằng Iniesta, Rummenigge bằng Fernando Torres và Adriano và thành Dennis Bergkamp, đều là những cái con hàng kinh khủng. Rồi ok, Vera, Maradona chuyển tốt sang cánh cho David Beckham. Ui rồi ui, có đấy mà đánh đầu sang cho Beckham được chạy lên thì ngon. Ini, Kante. Đây là Patrick Vieira. Vieira làm gì? Vieira không chuyển ngay mà Vieira lại chọn cái pha bóng lùi lại. Fernando Torres. May quá quả đấy không dính đá phạt, không thì mình toi rồi. Cambiaso. Patrick Vieira. Nguy hiểm. À, lừa tốt. Matheus, lên này. Phản công. Đâu rồi? Ui, chuyển chán quá. Ok, Carlos, Chavin. Với 1-2 tốt này. Matheus. Ôi, Bouillon nhanh thế. Quả đấy chọc khe lại ngon nhỉ, mình lại chuyển. Iniesta. Mở cầu cho đội bạn. Iniesta qua được hai người không? Kante, Zanetti. Chuyển vào đấy. Zanetti. Không coi ai. Torres, ôi mày thế. Hôm nay sát thủ lại hơi bị đầu hơi mưng mủ rồi. Ok. Một đều này thì chúng ta vẫn có điểm. Rất là may mắn là chúng ta vẫn có điểm. Thì là có lẽ chúng chạm được ngưỡng 1.300 rồi. 300 linh mấy đấy. À không à, ui, mình cứ tưởng mình lên được 1.300 rồi. Không sao, trận sắp tới chúng ta sẽ lên được thôi. Đó là cái phần 5 của series Road to 1.500 điểm rating. Tiếp theo thì mình vẫn sẽ để các cái hai cái vô để anh em chọn giữa cầu thủ nào với cầu thủ nào anh em muốn xuất hiện tiếp theo nhé. Hôm nay thì Maradona đã có những cái pha xử lý khá là ok theo mình thấy. Và anh em có thể để ở vị trí AMF nhưng mà hạn chế để ở SS hoặc là CF. Thực ra thì Maradona rất là yếu ở trong những cái vị trí như vậy. Để AMF trong sơ đồ mình thấy có hai cái vị trí cánh nó dâng cao là hợp lý nhất. Hoặc là bất kỳ một cái chiến thuật nào mà anh em có một AMF và xung quanh là các cái vệ tinh nó khỏe một tí, nhanh một tí, nó sẽ phát huy được hết cái khả năng của Maradona là chuyền chọt và dứt điểm từ xa. Ok. Và rất hy vọng anh em vẫn tiếp tục ủng hộ cái series Road to 1.500 điểm rating này. Hãy nhớ vote cho cầu thủ mà anh em muốn xuất hiện tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.